thưa quý vị vào tuần trước trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên thì ông phạm nhật vượng đã từng nói với cổ đông rằng nếu chỉ vì tiền vingroup không dạy gì làm ô tô chủ tịch vingroup nói với cổ đông việc lập ra vinfast doanh nghiệp đang lỗ không phải vì tiền mà là trách nhiệm đóng góp cho đất nước năm nay phiên họp cổ đông diễn ra chỉ vài ngày sau khi vinfast đơn vị thành viên phụ trách mảng công nghiệp của vingroup thông báo là sẽ niêm yết tại mỹ thông qua một giao dịch sắp nhập Cuối tháng 4 thì Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng thông báo là bơm tiếp 2,5 tỷ đô la Mỹ cho VinFast, gồm khoản tài trợ 1,5 tỷ đô la Mỹ. Số còn lại VinFast vay trong 5 năm để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Trước đó trong bản cáo bạch nộp lên Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ, công ty sản xuất xe điện của Vingroup cho biết đã ghi nhận khoản lỗ lũy kế nhiều tỷ đô la Mỹ sau hơn 5 năm tham gia thị trường. Do đó, một loạt câu hỏi đã được các cổ đông đưa ra từ kế hoạch sản xuất xe, lộ trình hòa vốn, bài toán cạnh tranh của VinFast cho tới lý do mà công ty này được thành lập. Tại sao VinFast lại chuyển từ sản xuất xe xăng sang xe điện? Liệu trong tương lai thì tập đoàn này có dừng sản xuất giống như đã làm với mảng điện thoại xe xăng trước đây hay không? Chủ tọa phiên họp cũng là người trực tiếp trả lời câu hỏi của các cổ đông là chủ tịch hội đồng quản trị ông Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng đã trả lời cổ đông ngay khi được hỏi, nói rằng rất nhiều người hỏi tôi tại sao vingroup làm vinfast sản xuất ô tô quá khó chưa kể vingroup bắt đầu với con số zero theo ông thì lý do bắt đầu của dự án này không xuất phát từ mục đích kinh doanh mà do muốn đóng góp cho xã hội ông nói là nếu vì kiếm tiền ban lãnh đạo vingroup không dạy gì mà lao vào một lĩnh vực khó như là sản xuất ô tô nếu dễ đã không đến lượt ông vượng nói vingroup quyết định làm vinfast vì lòng yêu nước không hề có toan tính khi chúng ta đã thành đạt thì phải có trách nhiệm đóng góp cho đất nước xây dựng một thương hiệu công nghệ cao đẳng cấp và có sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế bắt đầu với lý do không xuất phát từ việc kinh doanh kiếm tiền nhưng ông thừa nhận cái gọi là cách mạng xanh đã mở ra cơ hội lớn cho dự án này khi đội ngũ vinfast ngày càng vững mạnh chúng tôi cảm thấy mình thực sự làm chủ được công nghệ nguồn cảm hứng sáng tạo tôi cho rằng về mặt kinh doanh thì vinfast đã là dự án tiềm năng thậm chí có thể là tốt nhất của tập đoàn Chủ tịch VinGroup nói và cho rằng mức định giá VinFast sẽ không chỉ dừng ở con số 23 tỷ đô la Mỹ. Trước lo ngại của cổ đông về tương lai của mảng xe điện khi VinGroup từng dừng sản xuất xe xăng hay điện thoại trước đó, Chủ tịch VinGroup cho rằng việc dừng các dự án trước là điều cần thiết, tập đoàn cần cơ cấu dồn nguồn lực cho lĩnh vực mới. Cái gì đúng, cái gì cần thì phải làm. Nếu mọi người xem xét kỹ các quyết định của VinGroup, mọi người sẽ hiểu tại sao tập đoàn phải làm như thế, ông nói. Về câu chuyện thị trường, đặc biệt là sự xuất hiện của những thương hiệu xe điện lớn của Trung Quốc, quan điểm của Vingroup và VinFast theo ông Vượng là nước sông không phạm nước giếng. Những thương hiệu xe Trung Quốc có tệp khách hàng của riêng họ, VinFast thì cũng có định vị riêng, không thương hiệu nào có thể chiếm lĩnh hoàn toàn 100% thị trường. Ông nói là sản phẩm không chỉ đắt hay rẻ mà còn hợp hay là không hợp. Tôi cho rằng ở Việt Nam rất nhiều người sẽ ủng hộ VinFast chỉ cần có sản phẩm tốt và phù hợp chưa kể, Vingroup còn có hệ sinh thái rất tốt, vì thế chúng tôi không lo ngại về thị trường Việt Nam, ông Vượng nói. Đối với khả năng thu hồi khoản đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào VinFast, Chủ tịch Vingroup cho biết có thể thu hồi vốn thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là huy động vốn. Sau thương vụ sắp nhập mới đây thì VinFast được định giá là 23 tỷ đô la Mỹ. Do đó, việc thu hút 8 tỷ đô la Mỹ theo Chủ tịch Vingroup là không phải là việc lớn. Ông nói, VinFast dự kiến sẽ bán khoảng 45.000 đến 50.000 xe trong năm nay. Con số này có thể tăng gấp đôi vào năm 2024. Năm nay thì VinGroup đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 190.000 tỷ đồng, tăng gần 90% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, ngang với năm ngoái. Tập đoàn này cho biết là sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính gồm công nghiệp công nghệ, thương mại dịch vụ và thiện nguyện xã hội. Mục tiêu của VinGroup là đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ của mỗi ngành dọc, đưa sản phẩm hấp dẫn và chất lượng nhất cho người tiêu dùng, qua đó đa dạng hóa các nguồn thu. VinFast sẽ định hướng phát triển mạng lưới bán hàng tại tất cả các thị trường mục tiêu trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và bàn giao sản phẩm tại thị trường trọng điểm là Mỹ, đồng thời đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án nhà máy sản xuất tại bang Bắc Carolina ở Hoa Kỳ ông phạm nhật vượng cũng cho biết vinfast đang cân nhắc triển khai dòng xe điện siêu nhỏ nhằm mục tiêu phủ toàn bộ các giải phân khúc sản phẩm